Cô chào các con. Tiết toán trước, các con đã biết lập phép chia. Tiết toán hôm nay, cô mời các con cùng làm quen với bảng chia đầu tiên trong bảng chia, đó là bảng chia 2. Nội dung bài học hôm nay các con cần nhớ. Thứ nhất, lập và nhớ được bảng chia 2. Thứ hai, biết giải bài toán có một phép chia trong bảng chia 2. Các con đã nắm nội dung chưa nào? Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng tập trung lên màn hình và cùng cô hình thành bảng chia 2. Đầu tiên, cô lấy ra một tấm bìa. Trên tấm bìa này có hai chấm tròn. Bây giờ, cô lấy 4 tấm bìa như thế. Vậy, cô có bao nhiêu chấm tròn? Cô cho các con thời gian 1 phút suy nghĩ và nêu phép tính cho cô nào. À, cô tin rằng các con cũng đã tìm ra được phép tính rồi. Và đây chính là phép tính của cô. Đó là cô sẽ lấy số chấm tròn của một tấm bìa là 2. Cô nhân với 4 lần và 4 lần này tương đương với 4 tấm bìa. Thì cô ra được kết quả là 8 chấm tròn. Các con đã thấy phép tính của cô chưa nào? Các con hãy cho cô biết một phép tính nhân ta sẽ lập được mấy phép tính chia? Chính xác. Ta sẽ từ một phép tính nhân, ta sẽ lập được hai phép tính chia như sau. Các con nhìn thấy rõ chưa nào? Phép chia thứ nhất là ta sẽ lấy tích của phép nhân là 8. Ta chia cho thừa số thứ nhất là 2 thì ta sẽ được kết quả là thừa số thứ hai chính là 4. Và ngược lại, ta lấy tích là 8. Ta chia cho thừa số thứ hai là 4 thì ta ra được kết quả thứ hai chính là thừa số thứ nhất là 2, đúng nào? Như vậy các con đã biết được từ một phép tính nhân ta đã lập được hai phép tính chia tương ứng bằng cách ta lấy tích chia cho thừa số này thì ta sẽ được kết quả là thừa số kia. Các con đã nắm được chưa nào? Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng vận dụng kiến thức ở trên và cùng nhau lập bảng chia 2. Mời các con xem tiếp. Để lập được bảng chia 2 này thì các con phải vận dụng vào bảng nhân 2 mà chúng ta đã học. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con cách lập như sau. Trong phép nhân chúng ta vừa lập 2 nhân 4 bằng 8 thì ta sẽ lập được phép tính chia tương ứng là ta sẽ lấy tích là 8, ta chia cho thừa số thứ nhất là 2 và ta được kết quả chính là thừa số thứ hai chính là 4. Và tương tự như vậy đối với phép tính nhân 2 nhân 1 bằng 2 thì ta sẽ lấy tích là 2, ta chia cho thừa số thứ nhất là 2 và ta được kết quả là thừa số thứ hai chính là 1. Ta được phép tính chia 2 chia 2 bằng 1. Và tương tự như vậy đối với 2 nhân 2 bằng 4 thì ta sẽ lấy tích là 4, chia cho thừa số thứ nhất là 2 và ra được kết quả là thừa số thứ hai là 2, nên ta được phép tính chia là 4 chia 2 bằng 2. Tương tự như vậy, đối với 2 nhân 3 bằng 6 thì ta sẽ lấy 6 chia 2 bằng 3, 8 chia 2 bằng 4. Và tiếp tục cứ như vậy chúng ta sẽ hoàn thành bảng chia 2 như sau. 10 chia 2 bằng 5, 12 chia 2 bằng 6, 14 chia 2 bằng 7, 16 chia 2 bằng 8, 18 chia 2 bằng 9, 20 chia 2 bằng 10. Như vậy, cô và các con chúng ta vừa lập xong bảng chia 2. Cô mời các con bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhận xét cho cô bảng chia 2. Các con hãy quan sát trên màn hình và cho cô biết cột thứ nhất của bảng chia 2 là các số như thế nào. Các con đều thấy rằng các số ở cột thứ nhất của bảng chia 2 đều là các số chẵn liên tiếp cách nhau hai đơn vị từ 2 đến 20. Bây giờ các con hãy nhận xét cho cô các số ở cột thứ hai của bảng chia 2 nào. Các số ở cột thứ hai của bảng chia 2 chúng ta đều nhìn thấy đều là các số 2, đúng nào? Còn cột kết quả của bảng chia 2, đối với cột kết quả của bảng chia 2, ta thấy các số liên tiếp tăng dần từ
từ 1 đến 10. Như vậy, qua bài học này, cô và các con đã lập xong được bảng chia 2. Bây giờ, cô mời các con chúng ta cùng đọc lại bảng chia 2 nhé. Cô mời các con hãy đọc theo cô nào. 2 chia 2 bằng 1, 4 chia 2 bằng 2, 6 chia 2 bằng 3, 8 chia 2 bằng 4, 10 chia 2 bằng 5, 12 chia 2 bằng 6, 14 chia 2 bằng 7, 16 chia 2 bằng 8, 18 chia 2 bằng 9, 20 chia 2 bằng 10. Và về nhà, các con nhớ học thuộc bảng chia 2 này để chúng ta cùng vận dụng làm vào bài tập thật tốt, các con nhớ không nào? Và sau đây, cô cùng các con chúng ta cùng tập trung lên màn hình và cô sẽ hướng dẫn cho các con làm các bài tập. Hôm nay chúng ta sẽ có 3 bài tập. Bài tập thứ nhất là bài tính nhẩm. Trong bài này có các phép chia trong bảng chia 2. Các con muốn làm được bài này thì các con phải học thật thuộc bảng chia 2 và chúng ta vận dụng làm bài tính nhẩm. Và cô mong rằng các con sẽ tính nhẩm thật nhanh. Các con có đồng ý với cô không nào? Cô mời các con ta chuyển sang bài tập số 2. Bài 2 là bài toán giải. Đề bài như sau. Mời các con cùng lắng nghe. Có 12 cái kẹo chia đều cho hai bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo? Các con đã nghe cô đọc rồi. Vậy các con hãy đọc thầm một lần nữa và cho cô biết trong bài toán này thì bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì nào? Trong bài toán này cho chúng ta biết có 12 cái kẹo chia đều cho hai bạn, đúng nào? Và cô cũng sẽ hướng dẫn các con tóm tắt như sau. Như vậy có nghĩa là hai bạn 12 cái kẹo. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo. Mỗi bạn tức là một bạn. Vậy thì chúng ta sẽ tính xem là một bạn có bao nhiêu cái kẹo. Dựa vào phần bài toán cô phân tích và tóm tắt, các con hãy suy nghĩ và viết bài giải vào trong phiếu bài tập cho cô nhé. Và chúng ta sẽ nghe cô hướng dẫn làm bài tập số 3. Bài 3, nối phép tính với kết quả. Ở trong bài này, người ta cho các ô màu xanh là phép tính và các ô màu tròn, hình tròn màu vàng là các kết quả của các phép tính. Nhiệm vụ của các con hãy tính thật nhanh và tìm phép tính với kết quả tương ứng và chúng ta sẽ nối vào. Các con đã nắm được cái cách làm của bài này chưa? Như vậy, qua bài học ngày hôm nay thì cô cũng tin rằng các con về nhà sẽ học thuộc bảng chia 2 và vận dụng làm bài tập một cách tốt nhất và sẽ sớm nộp bài lại cho cô. Một lần nữa, cô cảm ơn các con đã theo dõi bài giảng của cô. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các con.